Chào mừng anh chị nhá. Thì vài hôm nay thì rộn lên cái tin là tiếng Hàn và tiếng Đức thì được học thí điểm ở trong 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 trường từ lớp 3 đến lớp 12. Hôm qua tôi cũng làm qua hôm kia cũng làm một cái video ngắn rồi đấy. Thì là nếu mà là cá nhân tôi thì tôi sẽ chọn học tiếng Hàn hay tiếng Đức. Đấy. Nếu mà cá nhân tôi thì hôm nay tôi làm video để phân tích mổ xẻ những cái điểm về những tiếng Hàn và tiếng tiếng Đức. Chúng ta có cơ hội để tiếp xúc với hai thứ tiếng thường xuyên không, nếu mà học nó đấy. Thì thực ra thì ngày xưa tôi cũng học tiếng Hàn một thời gian, nhưng mà tôi không ưu tiên về tiếng Hàn nhiều, và đến bây giờ rất là nhiều thời gian, rất lâu rồi tôi không học tiếng Hàn, không động một chữ gì. Chứ ngày xưa tầm khoảng 2 năm trước thì tôi cũng có học tiếng Hàn, nhưng bây giờ tôi không học nữa. Còn tiếng Đức thì sao? Tiếng Đức thì tôi cũng duy trì đến thời điểm từ lúc học đến bây giờ đấy. Mà vì sao mà tôi chọn tiếng Đức chứ không phải tiếng Hàn? Đây là cá nhân nhé, không nói tốt xấu đúng sai là đi cả đấy. Thì nói về vì sao tôi chọn tiếng Đức, vì là những cái người nước ngoài, những người Tây mà tôi gặp ấy, thì thường thường là tôi sẽ có khả năng sử dụng tiếng Đức rất là cao, rất là cao. Vì sao? Ví dụ gặp tiếng Đức, gặp người Đức thì tôi cũng được nói tiếng Đức, gặp người Áo tôi cũng nói tiếng Đức, gặp người Thụy Sĩ, gần như người Thụy Sĩ người ta nói tiếng Đức. Như vậy là cái thời gian mà tôi lên tìm người nước ngoài nói chuyện ấy, thì khả năng tôi được thực hành tiếng Đức rất là cao, rất là cao. Còn tiếng Hàn thì sao? Tiếng Hàn thì thực ra thì tôi cũng có đến thời điểm ra nói chuyện người nước ngoài, tôi cũng có thời điểm cũng bắt được nói chuyện được khoảng 5 đến 7 người Hàn, mà trong số đó thì họ nói được tiếng Anh. Mà hồi đó thì tôi chưa học tiếng Hàn, tôi chỉ nói được bập vẹ vài câu như anh nhưng hai siêu odiso và soyo, hay là kamap samita, kiểu kiểu như vài câu gọi là chào hỏi từ tên tuổi ở đâu đến đấy đấy. Nhưng mà người Hàn thì có một cái gì đó người ta cũng khó bắt chuyện với cả người người phương Tây. Đấy là cá nhân tôi nhé, trải nghiệm của tôi bắt chuyện, nếu bắt chuyện công cộng, bắt chuyện gọi là tìm tị em ra làm quen với họ để thực hành ngoại ngữ ấy, thì tôi thấy là nó khó hơn người phương Tây. Thì chính vì lý do đó mà thì tôi vẫn áp dụng cái nguyên tắc học của tôi ngày xưa là học đi được học đi đôi với hành. Tôi học tiếng Đức là một ở nhà là một phần rồi, nhưng mà bên cạnh đó là tôi được ra tôi dùng tiếng Đức với cả người bản địa. Nhưng học tiếng Hàn mà tôi nói chuyện với cả người Hàn thì có khả năng nó sẽ khó hơn. Nếu mà nói về cái độ cởi mở thì người Đức thì tôi cũng thấy là dễ nói chuyện hơn. Đấy là cá nhân tôi đó, còn người khác tôi không biết. Đấy chính vì lý do đó mà tôi chọn tiếng Đức. Đấy là cái thứ nhất. Thế còn thứ hai, vì sao mà tiếng Hàn tiếng Đức theo ý kiến cá nhân tôi là được đưa vào thí điểm? Vì là đơn giản là thời điểm này rất nhiều người Hàn người ta sang đây mở công ty doanh nghiệp bên này. Tất nhiên có cả người Trung người Nhật, công ty Hàn rất là nhiều. Bên cạnh đó người Hàn người ta tôi gặp cũng có rất nhiều người Hàn người ta mua chung cư, người ta sống ở bên này, sống bên Hà Nội. Quan tỉnh thành phố khác tôi không biết, nhưng Hà Nội tôi cũng gặp có những người người ta mua chung cư, người ta sống ở đấy. Đấy, cho nên là mang tính chất là tiếng Hàn vẫn là hàng xóm gần gũi hơn. Và nếu mà những bạn nào mà học tu học bên Hàn thì cũng rất là tốt, rất là hay, vì là chúng ta có cơ hội để tiếp xúc nhiều bản ngữ. Nhưng mà nếu mà học ở bên châu Âu, bên Đức thì sao? Bên Đức ví dụ nhá, nếu mà được sang bên Đức du học hay làm việc thì nếu mà đã sang Đức thì đi cả châu Âu luôn. Đấy, thường thường là đi Đức, Đức, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha thì gần 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 như là đi được hết, thì bên đó họ không có biên giới. Nhưng mà sang du học ở Hàn hay làm việc ở Hàn thì đi ở mỗi nước Hàn thôi. Nhưng mà học tiếng Đức mà sang được Đức làm việc và du học có thời gian ấy, đấy, thì lựa ngoài Đức ra Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch các kiểu trong cái khối Schengen ấy, đấy, đi rất là nhiều. Đấy, đấy là du học và làm việc. Thì tôi thấy là Đức Đức thì nó vẫn sẽ có gì đấy. Nó chúng nếu mà bạn đã thích đi du lịch nhé, và lượn ấy, đấy, thì bên châu Âu bên Đức thì vẫn sướng hơn đi cả châu Âu. Thế còn nếu mà học tiếng Hàn mà sang Hàn thì đi đi chơi ở mỗi Hàn thôi, nếu mà châu Á đấy.